who knew I would make it this far. They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say, I got him picking up the pieces. That of me, you really playing with your life, I'm about to come and run it all back. I'm the nigga. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với content WeSchool anh em ơi. Ngày thứ năm chúng ta sẽ làm WeSchool nha. Hôm nay thì có một bạn là gửi, có một bạn cho mình, gọi là bạn ấy gửi ad cho mình để mình làm WeSchool. Rất là cảm ơn bạn, rất là cảm ơn bạn chủ ad này nha. Nào, thì đầu tiên tôi sẽ làm cái đội hình. Hôm nay tôi làm đội hình nào nhỉ? WeSchool hôm nay thì tôi sẽ làm cái đội hình nó không hậu vệ đi. Tôi nghĩ là hôm nay tôi đá không hậu vệ, tôi đá từ đầu đến cuối không hậu vệ, không cần hậu vệ. Bóng đá tấn công và bóng đá để cống hiến cho tất cả những người khán giả có mặt ở đây, không hậu vệ, xin phép luôn. Không chơi hậu vệ, chơi hậu vệ là hèn. Chơi hậu vệ là hèn. Đó. Bây giờ bắt đầu build team rồi anh em. Bây giờ bắt đầu tôi mới đi build team rồi. Nào, anh em cho tôi xin một cái tên đầu tiên nào. Một cái tên đầu tiên có thể là mang về và sẽ chơi không hậu vệ. Mâm nhìn đây là mâm mời khách. Đó, mâm này là mâm ngược. Cảm ơn Giang. Kalulu đá CDM chắc được thầy nhỉ. Chắc chắn luôn, cái Lulu nó có đầy đủ tố chất để chơi ở vị trí tiền vệ chia bài. Cảm ơn anh. Nhu nhét của em có được vào không thầy? Nhu nhét đá thoải mái luôn, nhu nhét chơi thoải mái luôn. Đầu tiên Kalulu mang về. Đó. Cho em xin cháu Mbappé CDM. Mbappé à? Có một CDM thôi anh em ơi, hiện tại có một CDM thôi. Mbappé vị trí khác là không nhá. Đó, cho cái gì đấy? Tôi đi, tôi cạo râu phát. Tránh xa một kiếp sân si. Chữ giận đừng giữ làm Edith cho chó phiền. Hà Quang Cảnh đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Một slot cho Sơn chó điên nha em. Wayner Du Ngủ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy thử Chicharito CFD thầy chạy chỗ đúng đỉnh. MB bán pot đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em muốn một tù trưởng có một suất đá chính thầy ơi. Maestro đã donate cho Tabi 20.000 đồng. MAC Lam Agetom M. Ôi cái gì đấy anh Nghiệp ơi, cái gì làm sao anh Nghiệp sao nặng lời thế anh Nghiệp, anh em mình hàng ngày vẫn vui đùa với nhau. Ngày mới Dư thua. Quá cố đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy cho em dâu hát vị trí gì cây nhé thầy. Ok, cảm ơn Dư Quá Cố nhá. Nói bé thôi, nói bé thôi. Anh có cái sự tự ái riêng, sự tự kinh tự tôn riêng. Donate cho Tabi tự tôn riêng của mình. Thật sự cần một người biết khiển con Van der Beek hát gờ thật hay. Thầy cảm ơn kinh lét nhá. Van der Beek à? Ok. Nói bé thôi. Ô thầy Miss donate 50.000 bảo Chicharito đá CF rồi. Ok thầy xin lỗi Wayner Du Ngủ nhá. Ok còn Chicharito đúng không? Beck hay nép cánh phải thầy? Beck đi anh em ơi. Beck là meta này tôi nghĩ là Beck. Ok đấy. Zone thủ môn quên Zone thủ môn đúng không? Ôi trời ơi. Hà Quang Cảnh đã donate cho Tabi 12.345 đồng. Cảm ơn Cảnh nhá. Donate lần 2 đi cạo râu đúng lúc ghê. Một slot cho Sơn chó điên nha em. Sơn chó điên thằng nào ta? À, Sơn chó điên là anh em nhỉ? Ôi trời ơi. Đức Thắng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Đức Thắng nhá. Richard Leeson cân mọi hàng thủ thấy ơi. Ok. Richard Leeson à? Ok, có liền. Andy Robertson, từ tôi sẽ mua cái này về. Anh em đợi một chút, anh em đợi một chút nhá. Anh em đăng ký cứ từ từ thôi, đợi tôi một tí. MB bán pot đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn MB. Thầy ơi, tù trưởng cờ live vớt của em muốn một suất đá chính ạ. Em nói MB cứ nói với thầy một câu mà, MB cứ nói với thầy một tiếng thôi là xong mà. Đúng không? MB cứ nói với thầy một tiếng thôi. Đó. Nói với thầy một tiếng là xong ngay việc cái gì Mastro đâu mà. Đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Xong nhu the AC Lam. Cái gì anh? Sống như thế ác lắm mà, cái gì em chơi vui vẻ mà anh em mình hàng ngày vẫn tập luyện, cái kết quả anh em tập luyện hàng ngày nó vẫn thế mà làm sao hôm nay anh nhạy cảm thế hả? À, hôm nay anh nhập stream. Quên, hôm nay anh nhập stream. Tabi 10.000 đồng. Timo Werner thay oi. Có luôn, yêu cầu cái gì có cái đấy. Johnny Sin đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Johnny Sin nha. Phù thủy cu tí nhỏ đi thầy. Cu tí nhỏ. Sao nhiều thế nhỉ? Bắt đầu nhiều tên đấy, bắt đầu nhiều cái tên rồi. Tôi sẽ chọn lọc những cái tên để tôi mang về thôi. Tôi sẽ không mua kiểu bừa bãi nhá. Bố cháu Lingard đã donate cho Tabi 19.000 đồng. Có cả bố cháu Lingard luôn. Gửi cháu Lingard đến lớp của thầy học tập nhé. Có. Lingard có sẵn rồi, em cứ bình tĩnh sẽ về. Tôi chỉ chơi những cái con cộng 1 cộng 2 thôi. Tôi tiết kiệm tối đa chủ ác. Tôi bị ngu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cháu Musiala. Cảm ơn tôi bị ngu nhá. Ok. Có. Sợ hết rồi, bao nhiêu cái tên hay, cái lời hay ý đẹp. Anh em không đặt cái tên tôi bị ngu để sao vậy nhỉ?
kỳ quặc thật ý. Con đào cộng 8 à, đào cộng, một con đào cộng 8 nhận. King Led đã đâu nhận cho Tabi 50.000 đồng. Ui, cảm ơn King Led nha. Cầu nháp trường cho Epic ngồi đến cuối buổi. Nói chung là nó còn tùy thuộc, nói chung là bây giờ cái này nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố ấy, nó còn tùy thuộc vào cái phong độ của Van der Beek. Đó. Nhiều khi bây giờ cầu thủ ấy nó không phù hợp với cái triết lý của tôi. Lần đầu xem stream và mong thầy chiếu cố cháu Kante cầy nát tiến giữ ạ. Bốp ơi, bốp lại lần đầu xem stream rồi, bốp lại Van rồi, quả Van này thầy nghe nhiều lắm rồi bốp nha. Đúng rồi thầy ạ, em đây, cháu Mason Quang Núi đang đứng ngoài cổng trường ạ. Kante này chỉ đá, Kante này chính là chuẩn ra. Thôi cứ mua cộng 5 thì mua cộng 5 mà đá. Cứ mua cộng 5. King Led đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ui, cảm ơn King Led nhé. Đấy, ok ok, có triết lý hợp rất phù hợp với triết lý của tôi, đó là Van der Beek. Cháu nhà tôi bảo bạn Kalulu hay bắt nạt cháu, mong thầy xem xét cho cháu Kalulu gác cổng trường. Kalulu à? Trường hợp của Kalulu này là thật sự là trường hợp Kalulu này, trường hợp này tôi rất khó động đến vẫn nha. Vẫn chưa ca ra ca dùng gì à? Chưa có tí gì luôn. Em Khánh chưa tí gì nam mình ạ. Chim thầy Tabi đã donate cho Tabi 10.100 đồng. Xin một slot cho bạn Lautaro để phát huy DC hết sức mạnh của con cưng Lukaku DC không thầy? Lautaro đây thầy, Lautaro, ok, Lukaku về cuối cùng. Nãy em có nhờ bên trường làng chỉnh hộ chiến thuật, mà em cảm thấy nó vẫn vậy thầy ạ, hôm nào thầy chữa bệnh hộ em với ạ. Em ơi làng, đấy là làng băm mà, làng băm họ Lê mà, làm sao mà họ chữa được anh em. Giang Torres đã donate cho Tabi 50.000 đồng, ai ý kiến cháu tôi? Tức bảo rồi mà. À đây, Musiala, Musiala về rồi. Gần có nút bạc rồi đấy, cố lên, đang cố đây, em ơi, đang cố nút bạc đây. Em muốn A7 của em được đá chính, không thể dự bị được. Em muốn anh 7 của em đá chính, không thể dự bị được hả? Anh 7 của em thì thật sự là nếu mà để mà bảo là muốn đá chính ấy thì nó cũng thế nào cho biết, một dàn những cầu thủ trẻ ở đây mà, một dàn những cầu thủ trẻ như Clive Vớt. Cường thích số 9 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hơi khó. Nay sinh nhật em, thầy có thể hướng dẫn em khiển con Gakpo được không? Gakpo à? Gakpo bây giờ thật sự là bây giờ chỉ mua về anh em chỉ dự bị thôi. Đó, bây giờ cái đội hình này nó đầy đủ rồi. Giang Torres đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Chiếc băng đội trưởng là của... Chiếc băng đội trưởng này nha, nó được cơ cấu luôn, nó được nói luôn là nó được cơ cấu với Kalulu này. Đấy, đội trưởng tương lai Wiskun, tất cả mọi số đều là đội trưởng. Tất cả mọi số Wiskun đều là đội trưởng à? Đó chính là Kalulu. Một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A, được chưa? Tôi nói thế được chưa? Đội hình ok đấy nhở. Bây giờ tôi nghĩ là mua thêm một vài slot dự bị đi. Tôi có khoảng 5 slot dự bị. Ôi trời ơi. Dấu tên 089 đã donate cho Tabi 200.000 đồng. Ui. Đội trưởng là lúc so thầy nhé. Chắc chắn rồi em ơi, không thể khác được. Tôi cần một cầu thủ có kinh nghiệm. Tôi cần một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu, một cầu thủ có bản lĩnh ở những trận đấu lớn. Đó, chúng tôi gọi tên lúc so. Ok. Chúng tôi gọi tên lúc so. Không thể khác được, không thể khác được. Phải là lúc so. Nào, lúc so mùa nào, ok mùa này đi, ok, phải là lúc so. Chúng tôi gọi tên những cầu thủ có kinh nghiệm. Xin phép Ron Robertson, nhọt. Hết cảnh, Robertson hết cảnh rồi. Robertson, ok, chiếc băng đội trưởng. Thôi phải lúc so, một người có kinh nghiệm. Erling Haaland đã đầu nét cho Tabi 10.000 đồng. Tôi thì sao hả thầy, tay săn bàn uy tín nhất châu Âu. Erling Haaland giá hơi cao. Erling Haaland giá hơi cao nhỉ. Lúc so làm sao có thể thiếu cho cái đội hình này, trong đội hình bao gồm những cái tên xuất sắc nhất thì tại sao có thể thiếu lúc so được nhỉ? Mà chiếc áo số 10 luôn, dành tặng cho lúc so. Giang Torres đã donate cho Tabi 220.000 đồng. À thì ra lời nói của thầy chỉ vậy, tôi buồn. Tôi nói đùa thôi, thật sự luôn. Lúc so mới đến chưa thể làm được. Chưa thể làm đội trưởng được. Nó phải là Kalulu. Lingard đã donate cho Tabi 10.000. Không thể nào làm đội trưởng được. Tôi xin thêm chân dự cho cháu Rashford, bạn thân con trai tôi nhé. Ok, điều chỉnh lại ngay đẹp trai ngay mà. Cái khuôn mặt này anh em ơi, cái khuôn mặt này không là đội trưởng thì mặt nào là đội trưởng nữa. Tôi nói thật anh em ấy. Cái khuôn mặt này này. Này, cái bờ môi ấy mà không là đội trưởng thì ai làm được nữa? Lingard đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn King Led nhé. Thay Big sau chuông này làm an long com a. Đâu có mà, có Van der Beek có. Nhớ chắc thế này. Em dẫn cháu mau về thôi, thầy gì để cháu nhà tôi đứng nắng đấy, thế đấy, cháu phải khóc sứt mướt bảo các bạn đến sau được vào lớp trước buồn à, thầy. Cái trường hôm nay nó mở đông quá, lại thật sự hôm nay thứ năm mở đông, hết phụ huynh hết sức thông cảm. Đó. Cái trường hợp này nó đông quá, sự luôn là như vậy. Kalulu này nhá, nhớ cái tên này. 2 năm nữa còn bóng vàng. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Pháp Hồ. Tất cả của đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải đội trưởng lĩnh sướng hàng thủ thì sao hả thầy? Để mà bảo là Quế Ngọc Hải mà đủ sức đứng ở trong đây không thì tôi nghĩ là chưa. Câu trả lời tôi xin phép nó gọi là chưa. Chưa đủ sức để đứng trong hàng ngũ này. Ôi trời ơi. Dấu tên 089 đã donate cho Tabi 200.000 đồng.
chắc cháu so nhà tôi nghỉ học. Chào cái như thế chẳng có mong đội trưởng, tôi quay lại bây giờ. Thôi được rồi, tôi sẽ bầu cho Kalulu làm đội phó. Đó, đội phó, vì các bạn là Kalulu nó còn trẻ quá. Trẻ quá, bố đội cháu phó. Linh Gat đã donate cho Tabi. Xin bao nhiêu? Cháu nhà tôi bảo nó thích mặc áo dài. 2.000 mà đội phó, cho đội phó nhá. Bố cháu Linh Gat thích mặc áo dài đúng không? Đội trưởng, ok. Ok ok, đội phó là Kalulu. Hiệu phó Kiệt Huỳnh đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hiểu thầy ơi, e gửi Pielo DC cô với hai cái áo trong tuần nha thầy, tuần sau e qua UR. Ok 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 Kiệt ơi, đủ kịp đấy, kịp đấy Kiệt ạ. Fan MU đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cho e xuất cho Quang Hải nhà mình được cả. Cảm ơn em nha. Quý ông Hải, quý ông Hải thật sự luôn đấy. Bóng đá Việt Nam thì tôi hâm mộ đúng không? Quý ông Hải luôn. Hâm mộ phong cách chơi bóng hay phong cách chỉ đạo của anh ấy. Thật sự luôn, lòng người thôi. Tôi đã từng đá Pep. Tôi đã từng đá Pep với quý ông Hải, tôi thắng quý ông Hải trận chung kết. Đã từng thắng quý ông Hải ở trận Pep. Đó. Cho tôi xin cháu Ancelotti làm huấn luyện viên. Xin cả cháu Ancelotti luôn, cả cháu Ancelotti luôn, ok. Đó, tôi đã từng thắng quý ông Hải ở cái giải Next Sport Media. Stay Home Play Pep. Thay của cu tí nhỏ là cái. Linh Gat đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bỏ cái tay ra. Cháu nhà tôi thích đi giày Predator có gai thầy ơi. Úi giời, cứ bây giờ mua cả giày luôn là ok được rồi. Nhà học sinh là phụ huynh của học sinh nào mà muốn order giày cứ báo. Đó, tôi sẽ chăm sóc tận từng đôi giày một. Giang Torres đã donate cho Tabi 300.000 đồng. Ui. Nói gì giờ nhỉ, thôi tôi đưa cháu về. Không được. Mày không đội bóng nó chỉ có một người. Thật sự luôn, đội bóng nó chỉ có một người làm thủ lĩnh. Đó là Kalulu, bây giờ đưa cháu về thì đội bóng này sụp đổ mất. Dấu tên 089 đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Quế Hải mà ca có văn hậu thì vứt. Bờ đây Dato có gai, ok chưa? Không được, đầu tàu này gọi tên Kalulu. Gọi tên Kalulu tôi suy nghĩ rất nhiều rồi. Nam Vương tôi suy nghĩ Hải rất nhiều. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kalulu. Ai? Ok, cảm ơn Nam Vương nhá. À mua huấn luyện viên Ancelotti à? Nốt Ancelotti đi. Erling Haha đã donate cho Tabi 10.000 cháu đồng. Erling Haha nha. Cho tôi xin quả sân Etihad với thầy ơi. Sao cả sân luôn à? Có cả văn hậu à? Ok được rồi, sân vận động Etihad. Thưa thầy, em vào lớp muộn bằng thầy nhớ em không ạ? Với sự chỉ bảo và dạy dỗ của thầy, em có ý thức tự giác xuống dưới góc đứng tự phạt thầy ạ? Mặt cười. Ai mà cũng tự giác như thế thì mọi thứ nó quản lý nó dễ không em? Có 11 tỷ cho văn hậu. 11 tỷ cho văn hậu. Tôi nghĩ là tôi mua con này thôi. Fan MU đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn Fan MU nhá. Gia đình cháu Hải Quế nhà tôi có thể kém năng khiếu nhưng được cái tâm sáng thầy nhỉ. Cứ tâm sáng là ưng. Kiệt Huỳnh đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Pielo hết stream DCCS thầy chứ e ủng hộ thầy hết mức R ạ. Pielo đi theo thầy từ khi ra cái mùa thẻ đầu tiên mà. Pielo lại đi theo tôi từ khi ra theo mùa thẻ đầu tiên. Đó. Barca đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cho tôi một xì lót cho cháu Mbappé, tôi tin cháu sẽ thể hiện tốt ca tốt thầy cho gia đình sẽ chỉ bảo lại. Chắc là tôi phải đóng cửa em ạ. Chắc là tôi phải đóng cửa vì các bạn số lượng bắt đầu đông quá rồi. Tôi cảm giác nó đang đông quá, tôi còn mấy slot nhỉ? Hết slot mất rồi. Xin phép là tôi phải đóng cửa. Xin phép đóng cửa nhá. Thực sự là tôi xem đá bóng 40 năm nay rồi, tôi ấn tượng nhất với thầy Pep chọc thầy ạ. Thầy Thầy Pep thần tượng tôi mà, trong giới huấn luyện viên ấy thì Pep Guardiola là thần tượng tôi mà. Thật sự ông ấy là một trong những cái đầu rất là giỏi ở bóng đá thế giới này. Tôi nghĩ là trong vòng vài năm nữa không ai vượt qua được Pep. 089 đã donate cho Tabi 500.000 đồng. Cháu so nhà tôi nghỉ học. Không được. Bằng mọi giá phải giữ Luxor, bán cả đội hình đi để phải giữ cả Luxor lại bằng mọi giá. Mà tất cả mọi vị trí, tất cả những cái điểm bóng trên sân là vào Luxor. Tất cả những điểm nóng. Đồng. Thầy quên đôi dốc đan xanh biển của tù trưởng R ạ. Tất cả những cái điểm nóng trên sân. Cảm ơn MB bán bot nhá. Nó phải có gọi tên Gidlin, nó gọi tên Luxor. Cháu Linh Gat đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cả họ nhà tôi mong thầy sẽ dẫn dắt cháu nhà tôi tốt không tốt, cả họ tôi kéo qua yên nhà tâm, thầy. Yên tâm. Đây này, yên tâm đi, Linh Gat hạt nhân. Từ từ, anh em ơi, từ từ đã. Tôi không ở thích bóng đá phòng ngự. Sự là anh em vậy. Donate cho Tabi 10.000 đồng. Chưa đổ nút. Sao cháu hậu nhà tôi đóng học phí 100k mà ca đờ si đá. Cháu hậu sẽ vào những... Ok, từ từ đổ nút cái đã. Các bạn để nút ngược à? Quế Hồng Hải, chất thép. Đó. Cháu mau trận sau CF trình nhé thầy. Nhân tiện trận sau thầy chuyển nhà qua Old Trafford được không? Ok, được luôn, cháu được luôn. Tôi cần làm quen sân nhà trước khi có tin chính thức từ trang chủ. Nè. Ui, đá bóng kìa. Ui.
Ủa tôi nói thật anh em, đá bóng thì anh em không biết là anh em xem ở kênh nào mà nó sẽ có cho anh em những cái pha bóng như này. Tôi nói thật anh em là như vậy. Đó, lo cái gì cứ cần lo là Calulu đá DM có khi là một con ten. Bố cháu Linh Gát đã donate cho Tami 10.000 đồng. Cháu nhà tôi một bàn 50. Ui, một bàn 50 Linh Gát á? Erling Haha đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thôi chết tôi rồi. Sao lại Old Trafford vậy thầy? Ờ thì có anh em vừa bảo là muốn cho Mason Mount làm quen với cái mặt cỏ. Nope. Ôi giời ơi. Fan MU đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Mong thầy xem xét lại thực lực của cháu Hải Quế ạ. Hải Quế đi không? Hải Quế đây tôi phải giữ lại bằng mọi giá đấy. Hải Quế đây bằng mọi giá tôi phải giữ lại. Cháu báo đen nhà tôi cùng thầy leo lên siêu sao rồi mà vẫn yên chưa đủ tâm, điều kiện yên tâm. Trò cưng mà, yên tâm đi, đủ điều kiện rồi. Trò cưng mà. Richarlison. Richard Lee con. Ôi giời ơi. Wayne Zungu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lâu rồi Eka donate chắc thầy quên e rồi. Quên làm sao được, thầy quên làm sao được. Wayne Zungu thay luôn. Thằng Richarlison là thằng đầu tiên lên đường ra đi. Cảm ơn cả ấy. Thầy, người thầy không chỉ đẹp trai, đá bóng bằng tay hay chân đều hay, thầy Tabi Tuấn Anh. Lốp vào đầu tao đi, lốp vào đầu tao đi. Bản lĩnh lốp vào đầu tao này. Lốp này. Đó, bản lĩnh lốp vào đầu này. Đó. Xin tri ân thầy vì đã nhìn nhận được thực lực cháu Hải Quế nhà tôi. Nhưng tôi thấy tay trái cháu nhà tôi vẫn thiếu một tấm băng. Thiếu tấm băng cái này tôi nghĩ là tôi đã chọn được cho đội trưởng có riêng mình rồi. Đấy. Tôi nghĩ là tôi đã chọn được đội trưởng có riêng mình em ạ. Musiala ngu thế nhở? Hiệu phó Kiệt Huy Musiala cho Kabi 40.000 đồng. Kilo Edo 280kr thầy đủ thay Musiala chưa? Thằng Musiala đá không ra gì luôn, thằng Musiala đá không ra một cái gì nữa. Đá không ra gì cả. Nhót luôn. Nghệ An đã donate cho Tabi 60.000 đồng. Đội trưởng nào ạ? Khó quá nhỉ. Khó trả lời quá. Khó trả lời đội trưởng. Đội trưởng của tôi là Luxor anh em ơi. Owen LN với Henry HG ai hợp với ST hơn ạ? Henry em ơi. Thầy chọn ai thì lát nữa cho một cháu vào đá nhé. Nope. Patrick Kluivert. Henry em ơi. Đổ Luxor tính bàn thắng kìa. Ủa lúc xô kìa. Cháu Nunes hết buổi stream The C cô thầy. Cháu Nunes hết buổi giờ stream à? Ok Sơn ơi. Ok hôm nay thì chắc là mình stream đến đây thôi anh em ơi. Chắc là hôm nay thì mình stream đây thì hẹn anh em vào buổi trưa ngày mai. Phó Kiệt Định là một tỉnh nằm ở đồng bằng Bắc Bộ giáp tỉnh Thái Bình về phía Đông Bắc, tỉnh Ninh Bình về phía Tây Nam, tỉnh Hà Nam về phía Tây Bắc và giáp vịnh Bắc Bộ về phía Đông Nam. Là nơi sản sinh ra người thầy khiển cháu mau hay nhất vịnh Bắc Bộ thầy Tabi đẹp trai. Dấu tên 089 đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Dân. Có vẻ cháu Hải muốn làm đội trưởng. KDC đâu nhỉ? Cảm ơn 089 nhá. Hải Quế thì tôi nghĩ là Hải Quế nói về cái gọi là cái thủ lĩnh thì tôi nghĩ là Hải Quế làm được. Lô khầy lần đầu donate thầy Tabi với chữ ta là Tuấn Anh, còn Bi là hai hòn đỏ hòn. Không phải em ơi, đừng dịch như thế, chết tôi. Em dịch như thế là chết tôi nha. Nope. Cái lô tiển những cái quả khe nó linh láng thế nhở? Ok. Vũ Hoàng Hà đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cháu Vũ Hoàng Hà nhé. Xin phép cho cháu N vào lớp trận sau chứ tôi và cháu đứng cổng nóng quá. Đây rồi có bà, yên tâm Eto đúng không? Hải Quế ơi, quê hương xin lỗi con, quê hương mình nghèo nên không lo được cho con đầy đủ. Thôi thì tâm thầy con chỉ được có vậy nên con cứ cố gắng đi theo học thầy con nhé. Tay trái của con không được tấm băng đội trưởng thì con lấy tất buộc tạm vào nhé. Được, cháu ơn cái em nhé. Yên tâm vẫn thi đấu trong đội của tôi mà. Lo gì? Nope. Thầy vừa nặng lời với cháu Chicharito nhà tôi gì ấy nhỉ? À không. Chicharito này không thích nói nặng đâu nhá. Chicharito gia đình thấy bảo không thích nói nặng thôi, xin phép nói nhẹ thôi. Đó. Chicharito này đá là thật sự là để mà nói về tốc độ thì cháu không phải quá nhanh. Dấu tên 890 no. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ôi con làm được rồi. Vật chất quyết định ý thức. 7 quả phạt góc 50k. 7 quả phạt góc 50k. Mà. Nope. Mấy quả giờ mấy quả? Bởi quả phạt. Fan ai có World Cup đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cristiano Ronaldo nope. Dos Santos Aveiro là một cầu thủ bóng. Thầy cho tôi cái giá để cho cháu Hải lên ghế dự bị. Quê hương là chủ kế ngọt Nghệ An đang ngồi bao nhiêu anh em Nghệ An đang ngồi đây. Mày. Nope. Mày. Ôi trời. Ok. Ôi trời ơi. King Led đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Cảm ơn King Led nha. Sao có cái tay lại định thay em Big ra thế thầy? Không có. Tay có. Mất kiểm soát ha. Không bị soi ác quá nhỉ.
mày. Ok. Này. Bảy quả. Giấu tên 160 đã đưa đến cho Tabi 30.000 đồng. Cảm ơn 160 nha. Có chắc suất SLVK thầy. 9 luôn. 9 quả phạt góc. 9 quả phạt góc hai bên. Ok. 9 quả phạt góc. Ok chưa? Nổ tài. Ok. Slot thay Ancelotti làm hoàn luyện viên thay Oi. Ancelotti bị anh em mê thế nhở? Anh em mê của Ancelotti thế nhở? Ok, có thời gian mà, có thời gian cho anh em. Đó, có thời gian cho anh em. Kèo góc thì người ta phải tính hai bên chứ. Bố cháu Lingard đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gửi thầy 10k đầu tiên đã cho cháu tôi ra sách nước bổ cam. Đây, Eto, Samuel. Giá như lúc ấy thầy cũng ăn tập đầy đủ thì bây giờ thầy cái chân trái của thầy cũng đã là thống lĩnh nơi tuyến giữa Việt Nam rồi nhỉ. Chứ còn gì nữa, thật sự luôn, chứ còn gì nữa. Con vợ cái live vớt này, con vợ đi bán bốt này, khả năng con vợ té rồi, con vợ đi té đi làm rồi. Làm một slot cho Eto ngay. Làm một slot cho Eto. Văn Hậu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Okay. Quê hương là chùm khế ngọt cho con Jesus trầu à? Mỗi ngày quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay cái, quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Cái gì? Từ có va nhá. Cái gì đấy? Cảm ơn Ngọc Anh nhá. Cờ lốp nhà em không thích thằng già Ancelotti thầy ạ. Ok, cờ lốp này, cờ lốp nó phải có trong đội hình tôi thật sự luôn. Cờ lốp này nó là một cái triết lý mà anh em biết rồi đấy. Một cái triết lý mà tôi theo đuổi. Lối chơi của Jurgen Klopp thật sự luôn là một lối chơi mà tôi theo đuổi. Lớp phó văn nghệ đặt bố đời đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sân xích nội Idu Napak. Ok. Cái gì? Sân xích nội Idu Napak không nói năng gì à? Nhót. Đó, nhốt. Erling Haha đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Juke Club. Rồi, lên câu đầu tiên. MB bán pot đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái tay thầy vừa làm gì đấy thầy ơi? Gì nào, em mới trả vừa đi làm mà thầy đã đuổi cháu ra khỏi mà, lớp. Cái gì mà con vợ này còn đọc tác giả luôn à? Con vợ này còn nó lừa tôi chớ quá nhờ con vợ đọc tác giả. Chớ quá. Cliver nó mạnh đấy. Thật sự tôi chia sẻ anh em câu chân tình là Cliver mạnh đấy. Gia đình Cliver nó mạnh đấy, không đá đi được. Anh em chọn một thằng đối tượng nó mềm mại hơn một tí. Giấu tên 200. Cái vớt này mạnh đấy. Gia đình mạnh luôn mà. Đồng. Sao Ngọc Anh ghét thay Ancelotti của tao đờ mặt mếu. Ô tô. Nope. Liga một bàn 50. Nope. Thế mà sao có cái kẻo góc nhỉ? Tôi thích cái kẻo góc. Nghệ An đã donate cho Tabi 10.000 đồng. What? Quế Ngọc Hải sinh ngày 15 tháng 5 năm 1993 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Biết rồi. Là Nghệ An là cái nơi mà tôi mới đến có một lần, tôi đến sân Vinh sân bóng. Còn 4 ngày nữa thì TSPT rồi thầy chúc e thi tốt được không ạ? Chúc con thi tốt nha. Sinh về em muốn gửi cụ Văng Đờ Sa vào ghế dự bị để tăng sức mạnh tâm linh cho cầu môn được không thầy nhỉ? Được luôn. Nhưng lúc so 50, một bàn 50 di chuyển hay vậy á? Đó. Ôi giời ơi. Giấu tên 790 đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Toi mường Erik ten Hag. Ui. Eric Ten Hag, ok, quên, đúng đây rồi, đúng huấn luyện viên của bóng tôi yêu. Cảm ơn đàn bố đời nhá. Sân xích nội Idu Napak không được hả thầy? Chắc được em ơi, sân được mà, sân đấy sân đẹp đấy. Thầy thích cái bầu không khí ở Idu Napak ấy. Mày di cái quả gôn thật luôn, di quả gôn này. Em mới bị đấm oan được đền bù 5 lít. Thầy biết shop nào bán tay cầm giá tầm 4 lít không còn 1 lít em để mau bông băng thuốc đỏ. TikTok shop tại Bình Tân Anh. Đó. Nope. Rồi, ok, TikTok shop tại Bình Tân Anh nha. Lúc sau à? Ôi giời ơi. Lionel Messi mê em từng ngày đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Giảng viên âm nhạc Việt Anh đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Giảng viên âm nhạc lâu quá rồi. Hết trận bán Quế Ngọc Hải nhận 5 lít nói nhiều mất hay. Có lẽ là thật sự luôn, tôi nghĩ là những cái bước chạy cuối cùng Hải Quế không? Thật là để mà bảo là thực lực của Hải Quế mà chơi được ở châu Âu thì hơi khó. Đã donate cho thật sự là hơi khó. 10.000 đồng. Thầy thấy tôi hát hay hơn thầy không? Hát hay hơn. Ôi. Nhưng nói chung là cầu thủ Việt Nam chúng ta giờ chưa thể nào chơi bóng ở đấu trường châu Âu được. Nope. Đừng góc xin đấy, phá ra. Đúng rồi. Chưa thể chơi được. Ôi có ai hỏi đâu mà cứ kể thôi. Cháu Tiến ông nội cháu Lukaku đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trong 63 tỉnh thành ở Việt Nam, một trong những tỉnh thành có tấm lòng đẹp nhất là Nam Định, và cụ thể là người mang họ là ta tên là Bi Anh còn được biết là người đẹp trai và điều khiển con bài Lukaku AW hay nhất mọi thời đại của FVPL và top 5 FVPL chỉ là tai nạn. chính xác. Cảm ơn 790 nha. 10.000 đồng. Quen Ngọc 2, cắt. Cái gì? Nope.
Lớp này vui nhỉ, cho tao vào với được không? Cảm ơn Zamanco Zola nhá. Ông tao với ai đấy? Hả? Cái gì lớp này vui nhỉ? Tao xứng tao với ai đấy? Hả? Zola xứng tao với tôi ạ. Ngọt hơn kẹo đã donate cho Tabi 111.111 đồng. Cảm ơn ngọt hơn kẹo nhá. Lấy hải thẻ đỏ 2 lít. Nhận. Ô tô. Nope. Ô tô suốt kìa. Kẹo góc yên tâm, kẹo góc vẫn ăn mà, vẫn ăn kẹo góc. Đừng. Rồi, ok. Quy đề này. Hải Quế đâu nhỉ? Tôi tạo lúc so trước đi, tạo lúc so trước. Đó. Quy liền. Lớp này vui nhỉ, cho cháu vào với được không ạ? Không được, nói luôn không được. Nói luôn không được, bây giờ không được ấy. Bây giờ tự ái, bây giờ nhiều học sinh rồi. Đó, không được. Nó đây rồi. Đỏ đi tái, thằng này phát thẻ đỏ, phát bóng phải thẻ đỏ. Ola đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tôi xin một suất vào West School tuần sau nhé thầy. Thầy đừng làm tôi thất vọng. Ok, cứ thứ 3 thứ 5 là tôi làm West School nha. Cứ thứ 3 thứ 5 hoàn toàn là West School nha. Nope. Ui. Thế thì mày chưa biết Hải Quế rồi. Phải chém thôi, phải chia tay còn Hải thôi. Không được để mọi thứ đi quá xa. Khỏi tầm tay. Phải chia tay thôi. Em nhớ những quả đá phạt của thầy. Cái gì đâu mà thích thì tái hiện lúc nào chả được. Cháu Tiến ông nội cháu Lukaku đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nope. Tôi chân thành xin lỗi chị em cả nước thay mặt cho tỉnh Nghệ An vì đã sinh ra một người con mang tên Tuấn Anh quá đẹp trai và một bộ não xử lý tình huống top 1 FPL đã khiến bao người say đắm nhưng đã có vợ. Văn như thế thì cháu cu đen vô được chưa thầy? Chưa được. Tôi xin lỗi phụ huynh cháu Clevert. Nhầm quê nha. Tôi Nam Định mà. Nê cả chế trà la cả đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em vừa trách va con vợ Ly Ha đang ngồi đá rank và đặt câu hỏi tại sao tôi đá hay thế này mà lại ngồi dự bị. Tại sao nhỉ? Trong khi nhìn sang lối đá và tư duy chơi bóng của thầy Tabi thì mọi người đã hiểu vì sao thầy luôn được đá chính, không thế ngồi cổ vũ được. À đúng, cũng đúng. Nope. Tôi không chém kịp. Cả lại vẫn không đủ ý à? Chuyển đi, đúng không? Chuyển đi tao đâm. Không ổn. Nó xuống rồi. Ui, sao nó thành sút, sao nó sút luôn vào đấy nhở? Ui, nó bảo là thành sút kìa. Ôi trời ơi. Đức đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm nay em vào học muộn một tí thầy ạ, à, từ trường sấy về đây thất vọng quá, em vào muộn thì có cái vấn đề gì không trường ấy? Trường sấy bây giờ vẫn còn học sinh à? Trường sấy bây giờ vẫn còn học sinh á, à? Sau trận vừa rồi vẫn còn học sinh. Thật sự là trường sấy là có nhiều anh em tâm huyết đấy, vẫn còn học sinh sau trận thua 6-1 vừa rồi. Ôi trời ơi. Dấu tên 262 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em sắp thi TSPT quốc gia thầy có thể chúc em một câu nghe phát ri luôn được không? Tôi thua được trận này nhỉ? Ôi trời ơi. Em Sơn Mộng Me đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Em Sơn nhá. Có vậy thầy cũng làm được si. Ôi sao tôi thua được trận này nhỉ?